hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi luật sư Đoàn Thị Kim Thanh Thu xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có thật tại văn phòng luật sư mà văn phòng chúng tôi đã thực hiện. Hôm nay thì nhân cái dịp đọc trên cái tờ báo là giải cứu cô dâu Việt bị bán tại Trung Quốc, thì tôi mượn tạm một cái câu chuyện này để kể về cái việc mà giải cứu cô dâu Việt tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vào cách đây khoảng 3 năm. Tại thời điểm đó thì có một cái chị khách hàng chị đến văn phòng tôi, thì vào buổi trưa thì thông thường thì tôi phải nghỉ trưa, cho nên tôi điện nhận được một cái cú điện thoại mà trong một cái tâm trạng cũng hơi là mệt mỏi. Tôi trả lời chị bảo rằng là chị có một cái đứa con gái khi bây giờ hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, thì thông qua cái lời giới thiệu chị biết tôi qua một vài lần phiên dịch, thì tôi giúp chị bằng cách là nói với cái anh chồng Trung Quốc gửi tiền về cho mẹ tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ rằng là quý vị và các bạn nói là tại sao luật sư dông dài, cho nên tôi vẫn phải kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là như vậy. Tôi hiểu được cái những cái người đang ở Việt Nam họ cũng mong muốn đưa gả con, đưa ra nước ngoài để lấy số tiền, và trong cái sự giúp đỡ đó họ cần lắm. Tại vì thực sự ra nếu không đi làm ở Việt Nam thì có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn khoản chi về cơm áo gạo tiền, mặc đặc biệt là gần cái dịp Tết như thế này. Thưa quý vị và các bạn, sau một cái hồi mà trò chuyện, tôi bảo với chị rằng chị cứ đến nhà tôi, nhà tôi ở cái địa chỉ đó và tôi sẽ giúp chị. Thì thưa quý vị và các bạn, tôi đã lên mạng và tôi search một cái mẫu biểu về tài khoản bằng tiếng Anh, số ngân tên ngân hàng và toàn bộ chuyển qua bằng tiếng Anh. Và vào đầu giờ chiều thì tôi đã giúp chị điện thoại cho cái người chồng ở phía chồng của con chị đó, là con rể ở phía Việt Nam, ở phía Trung Quốc để mà gửi tiền về Việt Nam. Thì thông qua một cái câu chuyện, tôi nói thật với quý vị và các bạn, thông qua một cái câu chuyện nói về số tiền, số tài khoản và cái gì hàng ngàn gì đó, thì cái người đối diện nó hình như là chẳng có hợp tác với tôi. Và tôi cũng không rõ tại sao, tuy nhiên rằng là những cái thái độ bất hợp tác từ phía người Trung Quốc làm cho tôi cảm nhận linh cảm có một cái điều đó không ổn. Và sự việc thì bỗng liên một cái thời gian thì cô em người Việt Nam đang ở Trung Quốc mới điện về cho tôi, và cô khóc. Cô bảo với tôi rằng thưa với cô luật sư rằng thật ra cái bà đó không phải là mẹ mà chỉ là một cái bà môi giới. Thật ra thì con đang ở nhà một cái người Trung Quốc, và nói thiệt với cô rằng là con ở 2 tháng ở Trung Quốc, con làm vợ của người Trung Quốc 2 tháng rồi, con không biết con ở trên này là vùng như thế nào. Và 2 tháng rồi cô khóc lên, cô nghẹn ngào, cô nói rằng là con chỉ ăn trứng gà và rau thôi, không ăn gì hết. Và sau một hồi nói rất nhanh thì cô bảo với tôi rằng cô còn khoảng 20 mấy nhân tệ, và tôi đề nghị với cô rằng là cô cúp máy để tôi gọi qua. Thưa quý vị và các bạn, và cái hành trình cứu người bắt đầu từ đây. Tôi có một chút kiến thức về tiếng Hoa, còn em thì một mình nơi xứ người. Một cái lòng thương cảm giữa thân phận một cái con người, một cái sự bất đồng
ngôn ngữ nơi xứ người, và một cái tình cảm giữa những người phụ nữ, nói chung là tình người với tình người. Và tôi thấy rằng mình phải có nhiệm vụ giúp em bằng mọi cách. Và thế rằng là tôi bảo với em rằng em cứ nhá máy cho tôi bất cứ lúc nào em thích, tôi sẵn sàng chờ gọi điện thoại của em. Em bảo với tôi rằng là em sẽ trốn. Tôi bảo rằng nếu trong trường hợp em trốn thì điện thoại em phải bật sạc pin cho nó thật đầy. Và nói thật với quý vị và các bạn, giữa đánh đổi, giữa cái lựa chọn, cái phương án đào tẩu, nói theo tiếng Trung Quốc, đào tẩu, và cái cách như thế nào để mà bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của một con người, tôi vẫn chọn cách thứ hai. Tôi bảo em rằng chậm hơn một chút xíu, làm cái gì thì là phải chọn một cái hình thức an toàn về sức khỏe và tính mạng cho em. Rồi em kể cho tôi nghe rằng là cuộc sống khi làm vợ, em bảo là thông qua người môi giới đó với cái mức phí và em đã lấy chồng nước ngoài với một cái niềm khao khát rằng sẽ đổi đời. Tuy nhiên qua đến Trung Quốc được hơn 2 tháng thì em đã gần như nó cực hơn cả ở Việt Nam. Ban ngày thì em phải làm nông nghiệp, mà em bảo từ cái đoạn mà thành phố có người cho đến nhà của ông chồng người Trung Quốc thì rất là khó khăn, và phải đi bộ và đi trên vùng núi. Em bảo với tôi là giống như là ở dân tộc, ban ngày thì em phải dậy sớm để mà em làm nông nghiệp, tối về thì em ăn cơm với trứng gà. Mà em bảo cô có biết không, trứng gà là trứng gà công nghiệp, gần như 2 tháng trời con ăn trứng gà công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện mà bất cứ những cái người nào khi sống một cái cuộc sống tha hương phải có, phải khổ, phải khó khăn. Tuy nhiên cái cuộc sống tha hương này nó là một cái sự tự nguyện, một để dành những cái tương lai. Thì tôi bảo với em và tôi cứ động viên em bảo rằng là em trốn, trong khi là em còn bảo với tôi rằng là em biết chồng của em, nói là chồng đó, tôi cũng không rõ là bên thủ tục kết hôn đã kết hôn chưa, mua về làm vợ, có để vàng ở trong đó. Em bảo với tôi rằng là em sẽ đặt cái tủ đó để mà lấy vàng. Và tôi nói với em là không được em ơi, nếu trên thân phận tha hương mà em còn có những hành vi trộm cắp tài sản của người ta thì em sẽ còn chết từ chết tới chết. Và cái thời khắc chờ đợi sau hơn khoảng 5 ngày thì em nói với tôi rằng hiện tại ông chồng của em chở em đi đến cái trụ sở của cảnh sát. Và tôi chỉ biết như vậy thôi, chứ thật sự rằng là quý vị và các bạn, tôi là luật sư Việt Nam thì tôi cũng không nghiên cứu những cái lĩnh vực về, tôi nghĩ đó là đăng ký tạm trú cho người nước ngoài thì hơn. Thì tôi mới bày em rằng là em cầm điện thoại và em nói lại cho một cái người nào mà em cảm thấy họ là sếp của cảnh sát trưởng hoặc là tổ trưởng hay gì đó tại cái nơi này, tại cái nơi mà đó, thì em hãy đưa điện thoại cho họ và họ nói chuyện với tôi. Thưa quý vị và các bạn, thì em đã có một cái thái độ là đưa điện thoại cho một cái người mà em cho rằng là có chức vụ quyền mạnh trong cái cảnh sát. Và tôi đã giúp em bằng cách nói tiếng Hoa rằng là cô này là người Việt Nam và cô này đã bị bắt về làm vợ, bị mua về làm vợ, và ý chí của cô rằng là cô muốn thoát khỏi Việt Nam. Thì lần đầu tiên khi anh cảnh sát nghe, anh cảnh sát người Trung Quốc nghe tôi nói và anh không nghe máy. Và lần thứ hai tôi quyết định nói với em tìm một cái ông nào lớn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thì sau khi mà em này nghe cái điện thoại và đưa cho một cái người lớn hơn, thì cũng một cái câu chuyện như vậy. Tôi bảo em này là người Việt Nam, em không biết, em chỉ biết được rằng là đi ra qua nước ngoài để làm việc kiếm sống, mà em không biết là lấy về làm vợ, và em mong muốn được giải thoát. Thì rất là lịch sự, thì cái người cảnh sát Trung Quốc, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi cũng chỉ mang máng nghe là cái anh này ảnh kết hôn bằng giấy chứng nhận kết hôn, và cái việc mà cái cô này là đăng ký tạm trú nơi nhà anh, và anh không nghe máy điện thoại của tôi nữa. Còn một cái cách nữa, và tôi bảo với cô rằng thôi bây giờ như thế này, đây là một cái cơ hội cho em, em làm đi. Em cứ đứng ở trụ sở công cảnh sát đó, em la lên là chiêu minh, tiếng Anh có nghĩa, tiếng Hoa có nghĩa là cứu tôi. Thì sau khi mà lặp lại là chiêu minh và rất là nhiều người, và em này thì còn thông minh hơn một tí nữa, là em đã có một cái việc là thoát y, cởi hết quần áo. Tôi đã giúp em bảo là chiêu minh và thoát y tất cả quần áo. Và nguyên sau này thì em kể cho tôi nghe là nguyên một cái trụ sở của cảnh sát, họ đã có một cái hành vi gọi là chụp em lại và đem em đến, và một số mà nữ cảnh sát họ đã dùng cái phương tiện là khăn để mà trùm em lại và chở em đến bệnh viện vì cho rằng em là bệnh. Thông qua cái người dịch thuật thì em họ nói em là bị tâm thần và chữa trị tại bệnh viện. Tuy nhiên rằng là một cái sự nỗ lực tự trái tim em, thì em biết rằng đây là một cái cơ hội để mà em tự mình giải thoát. Thì em đã trốn khỏi cái bệnh viện đó. Thì cái cuộc đầu em bảo rằng là cái bệnh viện thì nó cũng nhỏ thôi, và trong khi mà chữa trị thì qua đến ngày hôm sau thì ông chồng mà bị thông qua cái người phiên dịch thì ông chồng là bị phạt, ông chồng bị phạt với một cái gây rối trật tự gì đó, và em đã trốn ra khỏi. Em nói với tôi rằng em đi 3 ngày trời không ăn không uống để lội ra tới giáp biên giới Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp một người nào đó bị phải có một cuộc sống tồn tại, tôi đã từng nghe những người Việt Kiều họ bảo rằng để tồn tại họ phải ăn thịt lẫn nhau, vì đó là một con đường duy nhất. Và những lời em kể nó cũng là như vậy. Quý vị và các bạn, em bảo rằng em đi bộ mệt thì em thiếp đi, mệt thì em thiếp đi, và em đã chiến đấu gần 3 ngày trời để về đến, và rất may mắn gặp một cái doanh nhân Việt Nam và cho em một cái điện thoại cùng với cho em một số tiền nhỏ. Ông đã đưa em một số tiền và cho em về, chỉ em về đến cửa khẩu Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, khi kể một cái câu chuyện này thì mặt cảm xúc của tôi dâng trào lên. Con người vì cơm áo vạo tiền khổ lắm. Hôm nay thì tôi có dịp xem một số video của người dân vùng cao, cuộc sống của họ còn rất là nhiều khó khăn. Bản thân từng nỗ lực, mỗi người Việt Nam mình phải làm gì đây? Và tôi là một cái nghề luật sư, tôi chỉ biết mong mỏi đem kiến thức của mình, dân ta phải biết luật ta, gửi đến quý vị và các bạn, để những người dân phải biết được thêm kiến thức luật của pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn
rằng là một cái câu chuyện nhân văn nó sẽ không dừng lại ở đó. Tôi kể tiếp về cái việc khi em bảo là em về tới cửa khẩu Lào Cai. Em về tới cửa khẩu Lào Cai thì cái ông doanh nhân doanh nghiệp của người Việt Nam đó, ông cho em một cái điện thoại và em đã gọi cho tôi. Em bảo rằng là thế cô Thu ơi, cái cửa khẩu Lào Cai tới Hà Nội thì bao nhiêu? Thì tôi có, vì tôi bảo rằng là từ cửa khẩu Lào Cai mà tới Hà Nội tôi cũng không rõ lắm. Và tôi tại thời cửa khẩu Lào Cai thì có người Việt rồi, thì tôi bảo em rằng là em cứ ông có cho em một số tiền nhỏ thì em bảo em cứ đi về đi Hà Nội đi, rồi từ Hà Nội em tôi sẽ giúp em bằng hình thức về Việt Nam. Thì khi mà ngồi nói chuyện trong một cái cuộc câu chuyện đó thì tôi có một cái anh nhà báo áo của phóng viên Báo Phụ Nữ, em bảo với tôi rằng là chị cứ nói cái em đó về Hà Nội đi, thì tôi cũng không rõ là bao nhiêu tiền, nhưng mà đi xe lửa thì nó mất tầm khoảng là trên dưới 2 triệu gì đó. Thì em phóng viên đề nghị với tôi rằng là em một nửa, chị một nửa, một cái tính nhân văn. Wow, tại không quý vị và các bạn. Và khi tới Hà Nội thì tôi bảo với em là em đến ngân hàng, em xin cái số tài khoản của một cái nhân viên ngân hàng nào đó. Em bảo rằng là thật sự là em cũng không biết ngân hàng như thế nào, và tôi đã nhờ cái em phóng viên của Báo Phụ Nữ giúp tôi bằng hình thức là nhờ người nhà của em đó chuyển cho tôi số tiền là 2 triệu đồng. Và phóng viên nhà báo này rất là cảm ơn anh Kiên, Báo Phụ Nữ của Việt Nam đã giúp tôi chuyển cái số tiền cho em để em về gặp lại tôi. Thưa quý vị và các bạn, nhân một cái câu chuyện là vào cuối năm là cứu 17 người Việt Nam bán ở Trung Quốc, thì tôi cũng có một cái kinh nghiệm nhỏ để cứu người ở Trung Quốc. Và chắc chắn là tôi sẽ kể một cái câu chuyện này với mức độ là luật sư Việt Nam đã làm gì để giúp cô này trên cái bình diện. Cá nhân có một cái sự am hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những cái câu chuyện này sẽ còn dài trong cái cuộc đời hành nghề của luật sư. Kính mong quý vị và các bạn thấy cái chương trình hay thì chúng ta sẽ nhấn cái đăng ký ở phía cái chuông bên phía bên cạnh để có dịp nghe những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm, những cái nghề của luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Kính mong quý vị và các bạn lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.